Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời hàng sống, Cha từ ái của chúng con. Chúng con đưa lời cảm tạ ơn Chúa vì chúng con được biệt riêng ra khỏi tất cả những công việc của xác thịt. Để giờ này chúng con được đến với lời của Đức Chúa Trời. Vì Chúa dùng lời của Ngài khiến chúng con được nên thánh và dùng lời của Ngài để nuôi dưỡng chúng con, dạy dỗ, trang bị, huấn luyện chúng con để cho chúng con trở nên con cái của Ngài, được hưởng quyền kế tự lời của Ngài. Về thế giờ quý giá này, cầu xin Đức Chúa Trời Ngài giúp đỡ chúng con. Ngài mở trí cho chúng con để niêm phong lời của Ngài vào trong lòng và trong chi khôn của chúng con, để ban sức lực chúng con làm theo mạng lệnh của Ngài. Giúp chúng con yêu mến lời của Chúa và kính sợ Chúa, hầu cho chúng con có lòng khôn ngoan và thông sáng để làm theo mạng lệnh của Ngài, sống đẹp ý Ngài, để chú ý của muốn của Chúa được nên, nước của Cha được đến ở đất như trên trời. Xin Thiên Linh chúc phước ban ơn cho chúng con và xin Chúa sức giàu cho con, giúp đỡ con để con nhờ sức toàn năng của Ngài có thể truyền đạt được rõ ràng lời của Đức Trời cho dân sự của Chúa, cũng như cho tất cả người chúng con hiểu được lời của Ngài và yêu mến lời của Chúa. Mình xin ý của Chúa được nên, cho con cảm ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta học bài số 19 trong loạt bài Xây lại vách thành Jerusalem. Kinh thánh nền tảng của bài này là Nehemi đoạn 7 câu 4 và câu 5 phần A. Và thành thì rộng rãi lớn lao, còn dân sự ở trong nó lại ít, và nhà mới thì chưa có cất. Đức Chúa Trời tôi có cảm động lòng tôi chiêu tập những người tước vị, các quan trưởng và dân sự, đang đem chúng vào tổ từng gia phổ. Như chúng ta đã biết, mọi từ ngữ được chép trong Kinh Thánh đều mang ý nghĩa thuộc linh, nghĩa là lẽ thật ở trong đó. Và thân thể xác thịt của chúng ta được lời Chúa gọi là cái nhà tạm, hoặc là cái thành ở tạm của người bề trong chúng ta trong thời gian chúng ta còn sống ở trên trái đất này. Và tâm linh của chúng ta và các ân tứ thuộc linh đều được gọi là người ta ở trong cái nhà tạm hoặc cái thành tạm này. Sách Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu 1 đến câu 10 chép: Và chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người ta làm ra. Vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm này, mà hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta từ trên trời, miễn là gặp thấy chúng ta đang mặc áo không trần truồng. Bởi chưng chúng ta ở trong nhà tạm này than thở dưới gánh nặng, vì chúng ta không cầu cho bị lột trần, song cầu cho được mặc lại, để sự gì hay chết trong chúng ta bị sự sống nuốt đi. Đấng đã gây dựng chúng ta cho được sự ấy là Đức Chúa Trời đã ban của tin của Đức Thánh Linh cho chúng ta. Vậy chúng ta hằng đầy lòng tin cậy và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể này thì cách xa Chúa, vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể này đang ở cùng Chúa thì hơn. Cho nên chúng ta giàu ở trong thân thể này, giàu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Bởi vì chúng ta thấy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Lời Chúa cho chúng ta biết chúng ta đang sống ở trong nhà tạm này, chứ chúng ta đây nói về tâm linh, và cái nhà tạm đây nói về xác thịt của chúng ta. Và chúng ta cũng biết rằng vì cớ còn sống trong thân thể này thì cách xa Chúa, tức là chúng ta chưa được ở trong thiên đàng với Chúa. Ngay từ lúc ban đầu, danh từ loài người được Đức Trời gọi đó là nói về tâm linh của chúng ta, chứ không nói cho thân thể xác thịt này. Tức là nói cho người bề trong chúng ta được gọi là Adam. Người thứ hai mà Đức Chúa Trời tạo dựng lên để giúp đỡ cho Adam thì không dùng bằng cách hà sành ký, mà Đức Chúa Trời lấy bụi đất để nắn lên một cái hình, hay còn gọi là cái bình, cái khuôn. Và Đức Chúa Trời đã dùng cái chất liệu là bụi đất đó để tạo dựng lên. Và Đức Chúa Trời không đặt tên là Adam, mà đó gọi là cái hình người. Sau khi Adam đã được tạo dựng lên, Đức Chúa Trời đã tạo dựng lên một người thứ hai nữa, không theo cách ban đầu. Tức là Đức Trời không dùng sanh khí của Ngài để tạo nên, mà Đức Trời dùng thịt và xương và huyết của Adam để làm nên một con người, một nữ. Và Adam đặt tên cho người nữ này là Eva. Như vậy, Eva được tạo dựng nên từ thân thể của Adam, tức là chất liệu đó là bằng bụi đất. Loài người xác thịt bằng bụi đất cần có nơi trú ngụ thể nào, thì tâm linh của chúng ta cũng cần nơi trú ngụ thể đó. Loài người xác thịt cần có nhà, có thành để ở, để bảo vệ, thì tâm linh của loài người chúng ta cũng vậy. Đức Chúa Trời đã tạo dựng lên nhà cho tâm linh của chúng ta, và ngôi nhà đó chính là thân thể xác thịt của chúng ta. Và cái nhà thuộc linh này đã bị phán xét bởi cớ tội lỗi của Adam. Bởi vì Adam đã chiều theo xác thịt mình để cho nó ăn trái mà Đức Chúa Trời phán dặn không nên ăn. Và bởi cớ Adam đã dung túng cho xác thịt mình như vậy, xác thịt thì bị rủa sả, còn Adam thì mất quyền cai trị trái đất này.
Và từ khi đó thì tâm linh bắt đầu lo sợ, bởi vì cái ngôi nhà của mình nó sẽ phải trở về bụi đất. Nên là người luôn lo sợ, luôn bất an, bởi vì không có sự bảo vệ cho ngôi nhà của mình nữa. Chúng ta biết rằng khi người ta xây nhà ở cái vùng đất không được an toàn lắm, người ta luôn sợ hãi. Ở vùng quê thì sợ mùa nước lớn, nó dâng lên thì lụt luôn. Có những ngôi nhà ở những vùng đất mà bị giải tỏa, mà mình ở bất hợp pháp, thì luôn lo sợ ngày đó đến gần thì người ta ủi sập nhà của mình đi. Có những người nào xây nhà mà không cẩn thận, xây xong thì nó lún, luôn luôn sợ hãi có một ngày nó sập xuống là mình chết. Thì tâm linh của người chúng ta cũng vậy, luôn sợ hãi, luôn bất an, vì biết rằng sẽ đến kỳ nó phải trở về bụi đất và sẽ chết. Sự cứu rỗi của Đức Trời ban cho chúng ta là ban cho người thật lòng tin vào lời của Ngài, không chỉ bằng lời hứa được chép thành văn tự mà thôi, mà còn bằng chứng của Đức Trời làm cho chúng ta nữa, đó là chính Thánh Linh của Đức Trời ngự trong tâm lòng của chúng ta để dẫn dắt, để dạy dỗ, để yên ủi, để nuôi dưỡng tâm linh của chúng ta. Như vậy thì trong thân thể chúng ta không chỉ có tâm linh của chúng ta mà còn có thần linh của Đức Chúa Trời cùng các thần linh, hoặc là thuộc về ma quỷ, hoặc là thuộc về Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Như vậy thì tùy theo các loại thần linh ở trong thân thể chúng ta mà cuộc đời của chúng ta hoặc là phước hạnh, hoặc là sự đổ xả, hoặc là khôn ngoan, hoặc là ngu dại, hoặc là tốt lành, hoặc là làm điều ác. Nó tùy thuộc vào cái thần linh con người ở trong thân thể chúng ta. Cũng có thể như vậy, chiếc xe được tạo dựng lên vốn tốt lành, nhưng nó sẽ trở thành một công cụ ác nếu cái người lái xe đó ác. Nếu người lái xe đó mà uống rượu say thì cái xe đó sớm muộn trở thành đống sắt vụn, vì nó sẽ bị đụng, bị đâm hoặc rơi xuống vực. Thì cũng có thể như vậy, chúng ta hiểu rõ được cái sự cấu tạo của cuộc đời chúng ta, thân thể xác thịt này nó sẽ chứa đựng được cái gì, và tâm linh chúng ta sẽ có tiếp nhận được cái gì nữa. Vì nếu ta không hiểu được nó, chúng ta sẽ rất là khó khăn việc theo Chúa. Đây là cái điều mà những người vô thần, họ không tin là người ta có linh hồn, họ không tin là có ma quỷ, họ không tin là có thần linh. Nhưng mà Kinh Thánh chép như thế nào? Gió đoạn 32 câu 8 chép: nhưng có thần linh ở trong loài người, và hơi thở của Đấng toàn năng cho chúng sự khôn sáng. Kinh Thánh chép cho chúng sự khôn sáng, chứ không nói cho nó sự khôn sáng. Chứ chúng đây nói về số nhiều. Như vậy, trong thân thể chúng ta, ngoài tâm linh chúng ta ra, còn có các linh Chúa ban cho để giúp đỡ chúng ta, bởi vì tâm linh chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Chúa ban cho chúng ta có những đầy tớ, đó là sự thông sáng, sự hiểu biết, sự quan sát, sự nhạy bén, sự sức mạnh để giúp đỡ cho tâm linh chúng ta hoàn thành công việc mà Chúa giao chúng ta khi chúng ta sống ở trên đất này. Ban đầu khi Chúa dựng nên, tâm linh của Chúa là người chúng ta vốn thanh sạch cho đến khi Adam phạm tội. Và khi Adam phạm tội như vậy thì Adam bị phán xét và quyền lực của ma quỷ bắt đầu hành động. Chúng bắt đầu di chuyển từ trong chốn không trung đó vào trong thân thể xác thịt của người ta và ẩn náu trong thân thể xác thịt. Và khi thân thể xác thịt của người ta bị ma quỷ đồn lũy thì ma quỷ sẽ tận dụng tối đa cái thân thể xác thịt đó để hành động theo ý muốn của chúng nó và khiến cho người ta phạm đủ mọi thứ tội. Và khi người ta phạm tội như vậy, người ta không thể đến gần Chúa được nữa. Và sự tối tăm bắt đầu cai trị trong xác thịt người ta và khiến người ta cứ lầm lỗi trong tội lỗi và truyền từ đời này sang đời kia. Thi Thiên 51 câu 10 chép: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Đây là Thi Thiên do David viết khi ông đã phạm tội giết người, phạm tội tham vợ kẻ lân cận mình, để bà Bathsheba. David ăn năn với Chúa, ông biết rằng thần linh ở trong ông không còn ngay thẳng nữa, nên ông cầu nguyện với Chúa: xin Chúa hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Làm cho mới lại, nó bị cũ rồi bởi cớ tội lỗi của tổ phụ truyền lại và nó là phạm tội. Đã lấy cái cầu xin Chúa đừng lìa khỏi ông, nhưng hãy làm cho ông mới lại cái thần linh này đi, trở thành một thần linh ngay thẳng. Ma quỷ thuộc về thần linh, tiếng Anh gọi là spirit, nó thuộc thể khí, nên chúng có thể sống trong một thân thể xác thịt của loài người với một số lượng đông, bởi vì thân thể xác thịt này trong tiếng Hebrew còn gọi là cái bình, cái khuôn. Và chúng ta biết rằng ngày nay có những cái bình bằng thép đó, nó lớn bằng chúng ta, nhưng người ta có thể nén khí vào cái bình đó đến mức độ mà người ta dùng cái khí đã nén trong cái bình đó để bơm vào các quả bóng, thì cái số lượng quả bóng có thể 1.000 hoặc 2.000 quả bóng, mà dung tích đó lớn hơn thân thể chúng ta hàng ngàn lần. Thì cũng có thể như vậy, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ma quỷ có thể đồn lũy ẩn náu trong thân thể xác thịt của người tới hàng ngàn. Trong sách Mác đoạn 5 câu 1 đến câu 13 chép: Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ qua đến bờ biển bên kia trong miền Gê-ra-sê. Ngài mới ở trên thuyền bước xuống, tức thì có một người bị tà ma ám từ nơi mồ mả đi ra đến trước mặt Ngài.
Người thường ở nơi mồ mả, dẫu dùng xiềng sắt cũng chẳng ai cột trói được nữa. Vì nhiều lần người bị cùm chân hoặc bị xiềng, rồi bẻ xiềng tháo cùm, không ai có sức trị được. Người cứ ở nơi mồ mả và trên núi, ngày đêm kêu la và lấy đá đánh bầm mình. Người thấy Đức Chúa Giêsu ở đằng xa, chạy lại sấp mình xuống trước mặt Ngài mà kêu lớn rằng: Hỡi Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời rất cao, tôi với Ngài có sự gì chăng? Tôi nhân danh Đức Chúa Trời mà cầu khẩn Ngài, xin đừng làm khổ tôi. Vì Đức Chúa Giêsu vừa phán cùng nó rằng: Hỡi tà ma, phải ra khỏi người này. Ngài lại hỏi rằng: Mày tên gì? Thưa rằng: Tên tôi là quân đội, vì chúng tôi đông. Nó lại van xin Ngài đừng đuổi chúng ra khỏi miền đó. Và chỗ đó tại trên núi có một bầy heo đông đang ăn. Các quỷ cầu xin Ngài rằng: Xin khiến chúng tôi đến với bầy heo ấy để chúng tôi nhập vào chúng nó. Đức Chúa Giêsu cho phép. Các tà ma ra khỏi người đó để nhập vào bầy heo. Bầy heo từ trên bực cao hụt đâm đầu xuống biển. Có độ 2.000 con heo chết chìm cả dưới biển. Đây chúng ta mới chỉ ước tính là mỗi một tà linh là một con heo thôi, chứ chưa tính rằng có thể một con heo có nhiều tà linh. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng rằng trong thân thể của xác thịt con người có thể chứa được rất nhiều linh, thần linh ở trong đó. Lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các tà ma, tức là ma quỷ đó, phải ra khỏi người mà chúng đang ngắm, và số lượng tà ma trên 2.000, rất là đông như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi ma quỷ đồn lũy trong người nào thì chúng sẽ khiến cho người đó làm theo ý muốn của chúng. Nó đã không còn chủ động được nữa, bởi vì cầm buộc rồi, bị làm phu tù rồi. Khi cái người đó còn sống ở trên đất này ngày nào thì ma quỷ còn tiếp tục đồn lũy ở trong người đó cho đến khi thân thể đó chết đi, hoặc là cho đến khi chúng bị đuổi ra khỏi thân thể của người đó. Công vụ các sứ đồ đoạn 16 câu 16 đến câu 18 chép: Một ngày kia chúng ta đi cầu nguyện, gặp một đứa đầy tớ gái bị quỷ phi tôn ám vào hay bói khoa làm lợi lớn cho chủ nó. Nó theo Phaolô và chúng ta mà kêu la rằng: Những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời rất cao, giao truyền cho ngươi đạo cứu rồi. Trong nhiều ngày nó cứ làm như vậy. Nhưng Phaolô lấy làm cực lòng, xây lại nói cùng quỷ rằng: Ta nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ mà truyền mày ra khỏi người đàn bà này. Chính giờ đó quỷ liền ra khỏi. Chúng ta biết rằng hậu quả là khi quỷ ra khỏi cái đứa con gái đầy tớ gái đó thì người đầy tớ gái đó không còn bói toán được nữa và không làm lợi cho chủ nữa. Và bây giờ chủ mới quay ngược lại để kiện các tôi tớ chúa. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta cũng biết rất nhiều người bói toán vì ma quỷ, quỷ tà thuật ở trong người ta và lừa người ta, mà ta không biết rằng đó là ma quỷ làm việc trong người ta. Có nhiều người không tin rằng ma quỷ có thể sống trong thân thể của người ta. Thậm chí nhiều người đã tin Chúa rồi cũng không tin rằng ma quỷ có thể sống trong thân thể của họ, vì họ đã tin Chúa. Đây là điều họ nghĩ như vậy. Bây giờ ta xem lời Chúa nói gì về điều này. Sách Luca đoạn 9 câu 51 đến 55 chép: Khi gần đến kỳ Đức Chúa Giêsu được đem lên khỏi thế gian, Ngài quyết định đi thành Jerusalem. Ngài sai kẻ đem tin đi trước mình, họ ra đi vào một làng của người Samari để sửa soạn nhà trọ cho Ngài. Song người Samari không tiếp rước Ngài vì Ngài đi thẳng lên thành Jerusalem. Gia-cơ và Giăng là môn đồ Ngài thấy vậy nói rằng: Thưa Chúa, Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trên trời xuống thiêu họ chăng? Nhưng Đức Chúa Giêsu xây lại của hai người mà rằng: Các ngươi không biết tâm thần nào xui dục mình. Căn cứ theo tiếng Hy Lạp trong câu này có nghĩa là: Nhưng Ngài quay lại và của trách họ và phán rằng: Các ngươi không biết thần linh của mình đang hành động giống ai. Họ theo Chúa nhưng hành động của họ không theo Chúa. Vì sao? Hành động của các môn đồ lúc này hoàn toàn chưa được giải phóng, bởi vì Chúa Giêsu chưa lên thập tự giá, Ngài chưa thành giá chuộc cho họ, nên thân thể xác thịt của họ vẫn còn bị bán cho tội lỗi. Mặc dù họ đã được lời của Chúa chỉ cho và họ ăn năn tội lỗi của mình, họ đã được sạch tội lỗi, nhưng mà về mặt tâm linh thì được tha thứ, nhưng mà thân thể xác thịt của họ vẫn chưa được buông tha, chưa được cứu chuộc, bởi vì chưa có giá chuộc. Tâm linh đã được giải phóng rồi, nhưng mà thân thể xác thịt thì chưa, và bởi cớ đó ma quỷ vẫn còn hành động trên xác thịt của họ. Trước khi Chúa Giêsu lên thập tự giá, Phi-e-rơ đã ngăn cản Chúa Giêsu, và theo như cách người ta nghĩ thì đây là lẽ thường tình của con người, nhưng mà dưới con mắt của Đức Chúa Trời thì công việc đó là công việc của Satan. Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 21 đến 23 chép: Từ đó Đức Chúa Giêsu mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Jerusalem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Phi-e-rơ đem Ngài riêng ra mà can rằng: Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy, sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu.
Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng phía đó rằng: Ớ Satan, hãy lui ra đằng sau ta, ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Phía đó không thể ngờ rằng Satan đã vào trong mình. Ông không thể ngờ điều này, bởi vì lòng của Phía đó không muốn chối bỏ Chúa. Và chính vì cớ Satan đã vào được trong lòng của Phía đó, nên đã suy khiến cho Phía đó ngăn cản Chúa, và sau này ba lần chối Chúa, là điều mà Phía đó không hề muốn. Judas Iscariot cũng là một môn đồ của Chúa Giêsu, nhưng khi người để cho sự tham tiền bạc cai trị tấm lòng của mình, thì bây giờ người đã mở cửa cho Satan vào trong lòng mình, và người hành động theo ý muốn của Satan và để bán Chúa. Giăng đoạn 13 câu 1 đến câu 2 chép: Trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Đang bữa ăn tối, ma quỷ đã để mưu phản Ngài vào lòng Judas Iscariot, con trai Simon. Như vậy chúng ta phải hiểu rằng thân thể xác thịt của chúng ta có thể chứa được rất nhiều thần linh, hoặc là thần linh thuộc về Đức Chúa Trời, hoặc là thần linh thuộc về ma quỷ. Đương nhiên trong tất cả mọi thần linh đó đều do Chúa tạo dựng nên. Nhưng về trong hai vương quốc, hoặc là của sự sáng, hoặc là của sự tối tăm. Khi người tin Chúa mà lại chưa được tái sanh, chưa có sự hiểu biết gì về thế giới thần linh, không hiểu biết về luật pháp của thế giới sống, thì quyền lực của ma quỷ vẫn còn ẩn núp và đồn lũy trong người ta, và xui khiến người ta làm theo điều của chúng và theo ý của xác thịt, và xui khiến cho người ta phạm tội. Sách Công Vụ các sứ đồ đoạn 5 câu 1 đến câu 11 chép về câu chuyện này: Nhưng có một người tên là Anania, thuận với vợ là Sapphira, bán ra sản mình và đồng mưu với vợ giữ lại một phần tiền giá bán, rồi mới đem phần còn lại đặt dưới chân các sứ đồ. Phi-e-rơ bèn nói với người rằng: Hỡi Anania, sao quỷ Satan đã đầy rẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh mà bớt lại một phần giá ruộng đó? Nếu ngươi chưa bán ruộng đó, há chẳng phải là của ngươi sao? Khi bán rồi, giữ giá đó há chẳng được sao? Điều đó nhập vào lòng ngươi thế nào? Ấy chẳng phải là ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời. Anania nghe nói bấy nhiêu lời thì ngã xuống và tắt hơi. Phàm người nào hay điều đó đều sợ hãi quá đỗi. Nhưng các gã trẻ tuổi đứng dậy khâm niệm thay người và đem đi chôn. Khỏi đó độ 3 giờ, vợ người bước vào vốn chưa hề biết việc mới xảy đến. Phía được cất tiếng nói rằng: Hãy khai cho ta, ngươi đã bán đám ruộng giá có ngàn đấy phải không? Thưa rằng: Phải, giá ngàn đấy đó. Phía bèn nói rằng: Sao có ngươi dám đồng mưu để thử Thánh Linh của Chúa? Kìa, chân những kẻ chôn chồng ngươi đang ở ngoài cửa, họ sẽ đem ngươi đi luôn. Chính lúc đó nàng té xuống nơi chân Phi-e-rơ và tắt hơi. Các gã trẻ tuổi trở về thấy nàng đã chết, bèn khiêng đi chôn bên chồng nàng. Cả hội thánh đều rất sợ hãi, cho đến người nào nghe tin cũng vậy. Ở đây chúng ta đang dùng một số lời của Chúa để cho chúng ta biết rõ rằng ma quỷ có thể ẩn náu trong thân thể của người ta. Số lượng có thể rất là nhiều, nhưng mà chúng ta phải hiểu rõ là thân thể xác thịt này có thể chứa được rất nhiều linh, hoặc là các thần linh ở trong chúng ta. Trong ngôn ngữ của Kinh Thánh thì xứ Ê-díp-tô nói về hình bóng thế gian, còn xứ Ca-na-an là nói hình bóng về thân thể xác thịt của chúng ta. Và đồng vắng là sự biệt riêng của Đức Chúa Trời, biệt riêng chúng ta ra khỏi thế gian này để Ngài ban luật pháp của Ngài cho chúng ta. Và chúng ta biết rằng dân Israel đã được Đức Chúa Trời rút họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô là nhà nô lệ để đưa vào nơi đồng vắng. Tại đó Đức Chúa Trời biệt riêng dân Israel ra khỏi tất cả mọi sự quan hệ với các dân, để tại đó Đức Chúa Trời cho họ nhận biết Ngài và Ngài ban luật pháp cho họ, dạy họ phải đi theo luật pháp của Đức Chúa Trời như thế nào, rồi Ngài sẽ dẫn họ vào xứ Canaan. Thì trong tất cả những cái điều đó, chúng ta biết rằng hình bóng trong cuộc đời chúng ta là Đức Chúa Trời dùng quyền năng siêu nhiên của Ngài để đem chúng ta ra khỏi Ê-díp-tô. Chúng ta phải hiểu rằng quyền năng của Đức Trời đã can thiệp vào cuộc đời của ma quỷ, bắt chúng phải buông tha chúng ta để chúng ta tiếp nhận Đức Chúa Trời. Một quyền năng siêu nhiên chúng ta không nhìn thấy, nhưng nó mang lời của Chúa: Hãy buông tha dân ta ra. Nó phải buông để chúng ta đến với Chúa. Và Chúa bắt đầu biệt lập chúng ta ra khỏi cuộc đời của thế gian, những công việc thuộc về thế gian, để chúng ta vào nơi đồng vắng thuộc linh đó, để chúng ta được nhận biết Đức Chúa Trời, hiểu biết Ngài và nhận luật pháp Đức Trời vào trong lòng ta. Sau khi chúng ta từng trải kinh nghiệm được về Đức Chúa Trời, hiểu biết Ngài và chúng ta có luật pháp của Đức Trời rồi, chúng ta mới có thể nhận lấy sự ban cho quyền phép của Đức Thánh Linh. Bây giờ chúng ta mới cai trị xác thịt chúng ta được.
Trước khi dân Israel nhận lấy xứ Canaan thì trong xứ Canaan đã có tới 7 xác dân lớn và mạnh hơn dân Israel chiếm đóng ở trong xứ này. Và nhiệm vụ của dân Israel là phải khi vào xứ Canaan này phải tận diệt hết tất cả các xác dân đó và không được phép hòa đồng với các dân đó nhưng phải diệt sạch. Sách Phục Truyền Luận Lệ Ký đoạn 7 câu 1 đến câu 6 chép: Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi vào xứ mình sẽ nhận được, đuổi khỏi trước mặt ngươi nhiều dân tộc là dân Hê-tít, dân Gi-rê-ga-sít, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-sít, tức 7 dân tộc lớn và mạnh hơn ngươi. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phó các dân ấy cho và ngươi đánh bại chúng thì phải diệt hết chúng nó đi, chớ lập giáo ước cùng và cũng đừng thường xót lấy. Ngươi chớ làm xui ra với chúng, chớ gả con gái mình cho con trai họ, cũng đừng cưới con gái họ cho con trai mình, vì các dân tộc này sẽ dụ con trai ngươi lìa bỏ ta mà phục vụ các thần khác. Rồi cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng ngươi, diệt ngươi cách vội vàng. Nhưng đối cùng các dân đó, các ngươi phải làm như vậy: phá những bàn thờ, đập bể những pho tượng, đánh hạ các thần Asera và đốt những hình trạng của chúng nó. Vì ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Ngài đã chọn ngươi trong muôn dân trên mặt đất, đặn là một dân thuộc riêng về Ngài. Đức Chúa Trời muốn và người chúng ta nhận biết được mạng lệnh của Chúa cho dân Israel cũng chính là cho chúng ta. Mạng lệnh thuộc linh đó cho tất cả chúng ta là những người sẽ được gọi là dân Israel thuộc linh. Vì theo nghĩa của Israel có nghĩa là người được tạo dựng nên giống hệt như đấng tạo dựng nên mình, có quyền phép của con vua và có sức mạnh của con vua. Mạng lệnh của Chúa đã được chép xuống cho dân Israel cũng chính là cho chúng ta. Tức là trong danh của Chúa Giêsu chúng ta được cứu rỗi bởi huyết của Chúa Giêsu Christ. Và chúng ta phải nhận biết quyền lực của ma quỷ còn đang ẩn núp trong thân thể xác thịt của chúng ta. Và trách nhiệm của chúng ta là những người tin Chúa đó là phải tận diệt hết tất cả mọi đồn lũy ở trong thân thể của chúng ta. Chúng ta không thể giết được ma quỷ, nhưng mà chúng ta phải tận diệt tất cả mọi đồn lũy những nơi mà ma quỷ có thể ẩn náu được. Tức là thói hư, tật xấu, tội lỗi. Và chúng ta phải diệt, tức là không còn cho chúng ẩn náu cho chúng ta nữa. Thì bây giờ chúng ta mới được ở bình an và có thể tự do mà theo Chúa được. Chúng ta được cứu chuộc lại cho Đức Chúa Trời và chúng ta thuộc về sản nghiệp của Đức Chúa Trời. Chúng ta không được phép lấy cái nhà không thuộc về chúng ta để ban cho người khác, bán cho người khác. Cũng có thể như vậy, thân thể chúng ta là đền thờ Đức Chúa Trời, không được phép dùng nó thành một công cụ cho ma quỷ. Do đó chúng ta không có quyền cho phép bất cứ một quyền lực nào của ma quỷ được ẩn núp trong thân thể chúng ta để sử dụng thân thể chúng ta làm công cụ cho chúng. Vì thân thể chúng ta cũng như hồn linh chúng ta đều thuộc về Đức Chúa Trời. Sách Roma đoạn 6 câu 1 đến câu 16 chép: Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy. Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp têm trong Đức Chúa Giêsu Christ, tức là chịu báp têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thế ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Vì biết rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Vì ấy đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Và nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài. Bởi biết rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả, nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó. Chớ đột mình chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp mà thuộc dưới ân điển. Vậy thì làm sao? Chúng ta không thuộc dưới luật pháp nhưng thuộc dưới ân điển thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Chẳng hề như vậy. Anh em há chẳng biết rằng nếu anh em đã nộp mình làm tôi mọi vâng phục kẻ nào thì là tôi mọi của kẻ mình vâng phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự vâng phục để được nên sự công bình hay sao? Khi dân Israel vượt qua sông Giô-đanh để chiếm một xứ Canaan,
thì đó là hình bóng của những người tin Chúa sau khi đã được từng trải sự biệt riêng của Chúa ở trong đồng vắng đó, rồi được nhận sự ban cho Đức Thánh Linh. Biết là thật, thì bây giờ chúng ta sẽ nhờ ơn của Chúa mà nhận lấy các khí giới của Đức Chúa Trời và đánh trận cho Đức Chúa Trời. Lẽ thật của lời Chúa trang bị cho người bề trong chúng ta chính là Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng ta sử dụng quyền phép của Ngài, dùng lẽ thật để biết rõ thế giới thần linh, hiểu biết lẽ thật để biết rõ rằng lẽ thật của Đức Chúa Trời có quyền cai trị trên thế giới thần linh, và biết sử dụng lời của Đức Chúa Trời và lẽ thật đó để quét sạch tất cả mọi đồ lũy của ma quỷ ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng không phải là ngay khi chúng ta vừa tiếp nhận sự ban cho Đức Thánh Linh là chúng ta có thể ngay lập tức làm sạch thân thể mình, là có thể chúng ta có thể đánh trận cho Đức Chúa Trời được ngay đâu. Không phải như vậy, mà chúng ta phải trải qua một thời gian để học biết là thật của Chúa, để nuôi dưỡng tâm linh mình, đi theo Đức Thánh Linh để được Ngài dẫn dắt, để được tăng trưởng, để lớn lên. Và đặc biệt là chúng ta phải chịu cắt bì lòng của mình, cũng như dân Israel sau khi vượt qua sông Giô-đanh, họ không tiến đánh các xứ trong các đồn lũy trong xứ Canaan ngay đâu. Họ phải ở tại Ginh-ganh, họ phải chịu để Giô-suê dùng da bằng đá lửa để cắt bì cho họ. Sau đó rồi họ mới tiến đánh từng thành một. Thì cũng có thể như vậy, sau khi chúng ta được ban cho Đức Thánh Linh, bắt đầu học lẽ thật của Chúa, chúng ta phải dùng các lẽ thật đó để cắt đi lòng mình. Nhìn Chúa Giêsu đã cầu nguyện là xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Sự cắt đi lòng đây tức là sự tiếp nhận luật pháp của Chúa trong sự hiểu biết trong lẽ thật thuộc linh, cả người bề trong và người bề ngoài. Người bề trong thì nhìn biết lẽ thật trách nhiệm của mình và cá chết xác thịt đánh trận với xác thịt mình, bắt đó phải chịu phục luật pháp của Chúa để cắt đi lòng của mình. Thì bây giờ chúng ta có thể nhận được khí giới của lời Chúa để chống cự ma quỷ. Còn nếu không, chúng ta cũng giống như ma quỷ trong sự phạm tội vậy, và chúng ta không thể đánh trận với nó được. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 23 câu 27 đến 30 chép: Ta sẽ sai sự kinh khiếp ta đi trước, hễ ngươi đến dân nào, ta sẽ làm cho dân ấy vỡ chạy lạc đường, và cho kẻ thù nghịch ngươi xây lưng trước mặt ngươi. Ta sẽ sai ông lỗ đi trước đánh đuổi dân Hê-vít, dân Canaan, dân Hê-tít khỏi trước mặt ngươi. Ta sẽ chẳng đuổi chúng nó đi hết trong một năm đâu, e khi xứ trở nên đồng vắng và loài thú rừng sinh sản ra đông hại ngươi chăng, nhưng ta sẽ đuổi chúng nó lần lần khỏi trước mặt ngươi cho đến chừng nào số ngươi thêm nhiều và có thể cầm đất đó làm sản nghiệp. Đây là một điều rất là mầu nhiệm quan trọng cho chúng ta. Xứ Canaan là hình bóng cho tâm thể xác thịt của chúng ta, và các dân đã sống trong xứ Canaan này đó, hình bóng về các quyền lực của ma quỷ đã hợp pháp ẩn náu trong thân thể của chúng ta ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Đó là bị bán cho ma quỷ rồi. Vì tội lỗi mở cửa cho sự đồ xả, mà sự đồ xả ở đâu thì ma quỷ hợp pháp ở nơi đó để áp đặt sự đồ xả trên cái người phạm tội, tức là trên những người mà chống lại luật pháp Đức Trời trải ba bốn đời. Đến ma quỷ đã ẩn náu trong bào thai của họ. Chúng ta nhớ chuyện David khi ăn nằm với bà Bathsheba bất hợp pháp, đưa chỉ đánh chết đứa con đó, bởi vì nó là mầm mống của tội ác nên nó phải chết. Nhưng sau khi David hợp pháp lấy Bathsheba làm vợ mình rồi, thì đứa con sinh ra được gọi là Nghi Đi Địa và là Sa-môn đó lại được Đức Chúa Trời yêu, bởi vì là hợp pháp rồi. Nên mình phải hiểu rõ được cái nguyên tắc này. Dân Israel chỉ hợp pháp được chiếm lấy xứ Canaan sau khi họ đã được Đức Chúa Trời thứ nhất đem họ ra khỏi Ê-tô bằng một giá chuộc, đó là 10 tai vạ giáng trên Ê-tô. Và tai vạ thứ 10 là tất cả các con trai đầu lòng từ vua cho đến dân và các súc vật phải chết. Nó trở thành một sức ép, một cái giá để chuộc dân Israel ra khỏi Ê-tô. Thứ hai, dân Israel phải vượt qua đồng vắng để vượt qua biển đỏ để vào đồng vắng. Thứ ba, dân Israel phải đến đồng vắng chấp nhận luật pháp Đức Chúa Trời và làm theo luật pháp của Đức Trời là xây dựng đền tạm. Sau khi đền tạm đã được xây dựng xong, Đức Trời ban luật pháp cho và để vào trong hòm bằng chứng đó trở thành hòm giáo bước. Bây giờ họ bắt đầu hành quân trong đường vắng. Họ phải trải qua một thời kỳ trong đường vắng này để nhận biết sự cai trị của Đức Trời, quyền năng của Ngài. Sự cai trị Đức Trời quan trọng trên thời tiết, trên thời gian, trên các sắc dân. Bây giờ họ mới có thể vượt sông Giô-đanh để vào xứ Canaan được.
Đây là một nguyên tắc không bao giờ thay đổi của Đức Trời dành cho là người chúng ta, là dành cho những người nào được Chúa gọi là dân của Ngài. Thì trong thuộc linh cũng vậy, Đức Chúa Trời dùng quyền năng siêu nhiên, có nhiều khi chúng ta không nhận biết được, mà quỷ cầm buộc với người chúng ta. Nhưng mà Đức Trời mạng lệnh cho chúng phải buông tha dân ta. Chúng ta không nhìn thấy điều này, nhưng mà Kinh Thánh chép rõ ràng Đức Trời làm cho dân Israel tại xứ Ê-tô. Thì chúng ta cũng phải biết là không phải mình khôn ngoan, phải mình thông sáng mà mình được cứu rỗi đâu. Là chính Đức Trời đã mạng lệnh cho ma quỷ phải dừng lại, im để chúng ta nghe được tiếng Chúa, để mở miệng mình ra mà cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Chúa can thiệp điều đó. Và bây giờ Chúa biệt riêng chúng ta trong thế gian này ra như là dân Israel và trong đồng vắng vậy. Và chúng ta phải trải qua một thời kỳ nhận luật pháp của trời vào trong lòng mình, có giao ước rồi. Bây giờ chúng ta sẽ được vượt qua sông Giô-đanh thuộc linh, đã tiếp nhận sự ban cho được thần linh. Chúng ta cũng phải theo những bước đó. Như vậy thì chúng ta phải hiểu rằng khi một người mới tin Chúa, người đó không thể đánh trận với ma quỷ được. Họ phải trải qua một cái thời kỳ như là dân Israel đã từng trải qua trong thuộc linh vậy. Đức Thánh Linh biết rõ sức lực của chúng ta, và những người mới tin Chúa sẽ không thể đánh trận với ma quỷ, bởi vì họ chưa hiểu biết luật pháp Đức Trời cách đầy đủ, họ chưa nhận biết được Đức Trời cách rõ ràng, hiểu về Ngài cách rõ ràng. Và bữa đó họ phải học để biết cách chính xác về Đức Chúa Trời và sự cai trị của Ngài trên loài người, trên muôn vật và trên thế giới thần linh. Do đó họ phải được dạy dỗ cách đầy đủ về luật pháp Đức Chúa Trời, cả về luật pháp ban tự và luật pháp của Thánh Linh sự sống. Họ phải có sự hiểu biết về Đức Chúa Trời cai trị như thế nào, cách chính xác. Và họ phải có đức tin vào lời Đức Chúa Trời. Và để có được những sự hiểu biết này, mỗi người tin Chúa đều phải có thời gian để được rèn tập, để được biệt riêng ra khỏi mọi sự cám dỗ của thế gian, như dân Israel đã phải trải qua đường vắng trước khi vào chiêm xứ Canaan. Đấy là người mới tin Chúa phải nhận biết được mình phải trải qua sự thử thách này. Nếu không chấp nhận sự thử thách này, sự tin Chúa của họ là vô ích, thì họ sẽ sa ngã, họ sẽ làm mầm chống Chúa và họ sẽ bị hư mất đi. Đức Thánh Linh biết rõ rằng khi nào thì người tin Chúa có thể nhận lãnh được sự ban cho quyền phép của Ngài. Và chỉ khi nào họ nhận được phép quyền phép của Chúa rồi, họ mới có thể bắt đầu cai trị xác thịt mình, tức là thi hành công việc đánh chiếm xứ Canaan thuộc linh. Khi chúng ta mới tin Chúa, chúng ta rất mong muốn được Chúa giải cứu, giải phóng, giải thoát. Nhiều khi người ta không biết rằng họ đang bị cầm buộc bởi quyền lực ma quỷ. Họ chỉ muốn được chữa lành này, hết nợ này. Họ muốn được như vậy, nhưng họ không biết rằng nếu như họ được trả hết nợ rồi mà vẫn còn bị cầm buộc bởi quyền lực của ma quỷ, thì sớm muộn họ cũng lại bị nợ nữa, bởi vì sự đổ xả vẫn còn dán trên họ. Để chúng ta phải thấy rõ được cái tầm quan trọng này, nên Chúa đã phán là trước hết đã tìm kiếm nước Đức Trời và sự công bình của Ngài, rồi Ngài sẽ ban cho ta mọi điều ấy nữa. Và mỗi người chúng ta phải hiểu rõ được nguyên tắc này để dạy cho người mới tin Chúa đi theo con đường của Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta. Khi người tin Chúa được ban cho Đức Thánh Linh, thì tùy theo sự chỉ định, sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của người đó, mà theo đức tin của mỗi người trước trách nhiệm của mình đối với nước Đức Chúa Trời, mà Đức Thánh Linh ban các ân tứ thuộc linh của Ngài cho người đó. Các ân tứ thuộc linh đều là thần linh thuộc về Đức Chúa Trời, được Đức Trời sai đến để giúp đỡ những người được hưởng cơ nghiệp cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Các ân tứ đó còn được gọi là các linh ân của Đức Chúa Trời, được ban cho những người thuộc về Đức Chúa Trời, và các linh ân đó sẽ sống trong thân thể của chúng ta để giúp đỡ cho tâm linh chúng ta hoàn thành được công việc được giao. Chúng ta có thể biết tên một số linh ân của Đức Chúa Trời được ban xuống cho hội thánh của Ngài, và các linh ân đó sẽ sống trong chúng ta, là sống cho những người thuộc về Chúa để cùng hợp tác với tâm linh chúng ta hoàn thành công việc được giao. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 4 đến câu 11 chép: và có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi người, trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. Và người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ơn chữa tật bệnh. Người thì làm được các phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri,
Người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, Ngài phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời chúng ta có 7 vị thần. Mỗi một thần có một đặc biệt riêng: thần khôn ngoan, thần thông sáng, thần hiểu biết, thần mạnh sức, thần mưu toan, thần nghĩ sợ Đức Giê-hô-va, thần khiến cho người ta ăn năn. Nhưng mà chỉ có một Đức Chúa Trời. Vì chúng ta xem lời Chúa chép trong Nê-mi đoạn 7 câu 4 này: vả thành thì rộng rãi lớn lao, còn dân sự ở trong nó là ít, và nhà mới thì chưa có cất. Và kinh trên chép câu này: now the city was large and great, but the people were few, day in and the house were not built. Vì chúng ta xem từng từ ngữ trong cái câu này đều có ý nghĩa mầu nhiệm cho chúng ta. Chúng ta xem trước hết là chữ thành, trong tiếng Anh là city. Trong tiếng Hebrew có nghĩa là cái thành được theo dõi bằng sự quan sát, để mở mắt cho nhìn thấy, để đánh thức chính mình, để khuấy động chính mình. Chữ rộng rãi ở đây trong tiếng Hebrew có nghĩa là gia tăng lớn hơn, rộng hơn, sức mạnh, bàn tay, khả năng, năng lực. Chữ lớn lao ở trong câu này trong tiếng Hebrew có nghĩa là trở lên lớn, quan trọng, mạnh mẽ, được thăng chức, được đưa lên cao hơn, trở nên hùng mạnh, để bày tỏ quyền năng, để ca ngợi, để ngợi khen. Còn chữ dân sự trong câu này trong tiếng Hebrew có nghĩa là dân tộc, người ta, quốc gia, là đồng bào, người đồng xứ. Người đồng xứ là đồng bào, là dân tộc, người ta. Chúng ta biết cái thành đó hình bóng dân tộc chúng ta, còn trong thành đó dân còn ít lắm. Ân tứ Chúa ban cho còn ít lắm. Chữ dân sự ở đây chúng ta vừa thấy đó là dân tộc, người ta, quốc gia, đồng bào, người đồng xứ. Còn chữ trong nó trong tiếng Hebrew có nghĩa là ở giữa, nằm trong, ở trong khoảng trống nó. Còn chữ ít ở đây trong tiếng Hebrew có nghĩa là ít, nhỏ bé, không đáng kể, thấp hèn. Còn chữ nhà ở đây trong tiếng Hebrew có nghĩa là nơi trú ẩn, nơi ẩn náu, nơi ở, nhà, thân thể, xác thịt của con người. Chữ này ra từ gốc của chữ Berna 1129, có nghĩa là để xây dựng, để sửa chữa, để tạo dựng, để đưa lên, để sản sinh con cái, khiến cho tiếp tục được, để vững lập. Và chữ cất ở đây cũng là chữ Berna 1129 chúng ta vừa đọc. Các dân ở trong thành đó ít, tức là các linh ân của Chúa ban cho ta ít lắm. Có thể chỉ có một vài linh Chúa ban cho chúng ta nhận biết Chúa, để tin Chúa, biết cầu nguyện với Chúa, ăn năn tội lỗi mà thôi. Còn các linh ân chúng ta để khôn ngoan, thông sáng, mưu luận, mạnh sức, để thành chức vụ, chưa có. Và nhà thì chưa xây, tức là lời của trời chưa có ở trong chúng ta. Chứ lời ở đây, cái nhà ở đây trong tiếng Hebrew là để xây dựng, để sửa chữa, để tạo dựng, để đưa lên, để sản sinh con cái, để vững lập, khiến nó tiếp tục được, đó là lời của Đức Chúa Trời. Chữ lời đây là vầng đá đó, ra từ chữ này. Như vậy thì chúng ta biết rằng khi chúng ta trở lại với Chúa, xây dựng tấm lòng mình theo Chúa, nhận biết Chúa rồi, và nhận lấy luật pháp của Đức Chúa Trời để xây dựng cuộc đời mình theo luật pháp đó. Nhưng mà trong thân thể này chưa có linh ân của Chúa, ít lắm, chưa có ân tứ Chúa ban cho, và lời của Chúa chưa có được xây dựng trong cuộc đời chúng ta. Người ta theo Chúa vẫn vì sợ Chúa, sợ chết, sợ bị án phạt, nên theo Chúa. Chúa bảo sao ta làm vậy. Nhưng mà xây dựng ở trong cuộc đời chúng ta chưa có. Có rất nhiều người mỗi lần đứng giảng đó thì nhận thấy cái bài người ta gửi đến, tôi thế mà giảng, còn chính cuộc đời của nó chưa hề xây dựng được lời Chúa thành nền tảng cho cuộc đời của mình. Chưa có. Chính họ chưa kinh nghiệm được, chưa để lời của Chúa thành tháo đài ở trong cuộc đời của mình. Và trong lời Chúa chép đây là hình ảnh này. Thành thì rộng rãi lắm, cái thân thể chúng ta rộng lắm, có thể chứa được rất nhiều người, rất nhiều linh của Chúa ban cho chúng ta, rộng lắm. Nhưng mà nhà thì chưa có, lời của Chúa chưa được đồn lũy cho chúng ta, chưa làm nền tảng ở trong chúng ta. Hàng ngày đó phải mở kinh thánh để đọc, rồi đến khi gặp có chuyện gì đó đấy, không biết cái này có vướng lời Chúa không nhỉ, liệu cái này có vướng lời Chúa không nhỉ, người đó chưa có lời của Chúa ở trong cuộc đời của mình. Theo Chúa nhưng để lời của Chúa bên ngoài, không có ở trong mình, nhà chưa có xây. Mà nếu nhà chưa có xây thì Chúa cử sứ giả của Chúa đến, người đó ở với đâu? Các sứ giả của Chúa đều giúp chúng ta hầu việc Ngài. Vậy chúng ta phải có nhà cho họ chứ. Đó là lời của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta có luật pháp của Chúa, có luật pháp của Chúa, thì các linh ân của Chúa đến là linh của đức tin, linh của đức lập pháp lạ, linh của sự khôn ngoan, của sự thông sáng, sự phân biệt, người nói tri thức, nói khôn ngoan ở trong chúng ta. Nhưng chúng ta không có lời của Chúa thì cái linh đó không được cử đến, không có dụng cụ cho họ làm. Nên chúng ta phải có lời của Chúa, phải có nhà, tức là lời của Chúa trong cuộc đời chúng ta.
Khi một người mới tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của cuộc đời mình, người đó vừa mới được rút ra khỏi nhà nô lệ mà thôi. Như khi dưa dân Israel được Chúa Trời rút họ ra khỏi Ai Cập vậy. Lúc này, người mới tin Chúa chưa có gì làm sản nghiệp quả ngoài tâm linh và xác thịt của mình. Cái thành được lời Chúa chép ở đây là hình ảnh về thân thể xác thịt của người mới tin Chúa vậy, mà thân thể xác thịt của ta vốn từ bụi đất mà được tạo dựng nên. Như phần đầu của bài này chúng ta đã nói đấy, cái khả năng của thân thể xác thịt chúng ta là rất lớn, vì nó là cái bình, nó là cái khuôn. Đức Chúa hạ thánh khí của Ngài vào trong chiếc bình này và nó trở lên một loài sinh linh. Và chúng ta thấy một điều này, Đức Chúa Trời chúng ta là đấng khôn ngoan và mưu luận. Công việc của con trai của Ngài, tâm linh chúng ta là con trai được trên cao, là rất lớn, là đại diện cho Đức Chúa Trời để cai trị, quản trị mọi công việc Ngài làm ở trên đất này. Nên Ngài đã dùng chất liệu là bùi đất để nắn lên cái thân hình của chúng ta. Ngày nay người ta phải dùng rất nhiều loại vật liệu để chế tạo những vật rất quan trọng, thép này, rồi độ bền của thép này, hợp kim này, hoặc là đồng, hoặc là nhôm, tùy theo cái vật liệu đó sử dụng vào công việc gì. Người ta phải tìm ra những chất liệu thật tốt, được bền để xây dựng công trình. Đức Trời là đấng khôn ngoan và bất luận, Ngài dùng bụi đất để nắn lên thân thể chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì đất tự sinh hoa lợi. Đất có thể chứa được tất cả cái gì mà Đức Trời có thể đưa vào đó để hoàn thành công việc Ngài được giao. Như vậy thì chúng ta phải hiểu rõ được cái tầm quan trọng của xác thịt này, và bởi cái đó nên Chúa rất thương xót thân thể xác thịt của chúng ta, vì chính Ngài đã lấy tay của Ngài nắn lên. Ngài không dùng lời phán mà dùng tay của Ngài để nắn lên thân thể chúng ta. Như vậy nó rất là quan trọng cho chúng ta, bởi vì nó sẽ giúp ích cho con trai của Ngài hoạt động ở trong nó, ẩn náu trong đó, sống trong đó để thi hành chức vụ. Và bởi cái đó chúng ta hiểu rằng Đức Trời rất muốn ban phước hạnh vào chúng ta, Ngài muốn chúng ta được chữa lành. Bởi vì thân thể xác thì chúng ta là công cụ, là đầy tớ, là con nuôi để cho con trai của Ngài, là kẻ kế tự Ngài đó ở trong ta hoạt động. Chúng ta phải hiểu rõ rằng thân thể xác thì chúng ta có khả năng, đó là chứa được rất nhiều linh ân của Trời ban cho chúng ta. Và chúng ta biết rằng nếu như thân thể xác thịt này không có khả năng đó thì ma quỷ chẳng dại gì mà cố gắng chiếm đoạt thân thể xác thịt của chúng ta. Nó biết khả năng xác thịt chúng ta có thể làm rất nhiều thứ, nên nó có thể đồn lũy chúng ta ở trong nó hàng ngàn tà linh để làm công việc của nó. Chúng ta đã thấy ma quỷ nài xin Chúa Giêsu cho chúng được nhập vào bầy heo sau khi Chúa Giêsu ra lệnh cho chúng phải ra khỏi người bị chúng ngắm. Điều đó chúng ta thấy rằng ma quỷ không có chỗ nào cho chúng nó ẩn núp ngoài chốn lung tung, là nơi mà Đức Trời đã đuổi chúng sau khi phạm tội ở trên thiên đàng. Nó tìm được nơi nào tốt nhất, thân thể xác thịt của chúng ta. Vậy thì chúng ta phải hiểu rõ được tầm quan trọng của thân thể mình. Đừng khinh rẻ nó. Vì ngày nay có rất nhiều người cho rằng là ôi tôi là đàn bà, tôi là người già, tôi là yếu đuối, tôi còn trẻ. Nhưng mà Chúa nói tiên tri Jeremy như thế nào nhỉ? Chớ nói người là con trẻ. Bởi vì Chúa biết rõ khả năng của xác thịt chúng ta. Nếu chúng ta hiểu và để cho tâm linh ta hành động, chúng ta sẽ hành động được. Vì nếu ta hiểu điều này, chúng ta sẽ nói là làm sao mà tôi nói tiên tri được? Ủa, Chúa có bảo cho xác thịt ta nói tiên tri đâu? Linh ân của lời nói tiên tri hành động qua môi miệng xác thịt của chúng ta. Lời nói khôn ngoan, lời nói tri thức, sự phân biệt các thần, giải nghĩa chiêm bao đều hành động qua xác thịt này. Miễn là chúng ta hiểu và chúng ta tin để cho linh ân của Chúa hành động qua thân thể này mà hầu việc Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban phước cho tâm linh loài người sau khi đã được Chúa tạo dựng lên trên đất này để quản trị công việc do tay Chúa dựng nên. Và mọi sự mà tâm linh của loài người chúng ta làm đều thông qua thân thể xác thịt chúng ta. Do đó, để tâm linh chúng ta được cứu rỗi thì thân thể xác thịt chúng ta phải được cứu chuộc ra khỏi mọi sự đồ dại của luật pháp. Có bằng chứng tâm linh ta không thể hành động được. Ta phải tin quyết điều này. Nó gắn liền với nhau. Sự cứu rỗi tâm linh phải gắn liền với sự cứu rỗi của thân thể xác thịt này. Thân thể xác thịt phải được cứu chuộc ra khỏi sự đồ dại của luật pháp thì bây giờ tâm linh mới được tự do để hầu việc Đức Chúa Trời. Khi tâm linh của chúng ta mới được tái sanh thì nó cũng giống như đứa trẻ mới được sinh ra vậy, để ăn, để uống, để bú, đòi thay tá, đòi phục vụ. Đức Chúa Trời biết rõ tất cả mọi sự này, nên Ngài đã ban chính thánh linh của Ngài đến để ở với chúng ta và sẽ ở trong chúng ta để dạy dỗ, nuôi dưỡng, dẫn dắt, ban ơn cho chúng ta cho đến khi chúng ta có đủ sức để giống như một con trưởng thành. Bây giờ Ngài giao chìa khóa nước Chúa Trời cho chúng ta để hầu việc Ngài. Roma đoạn 8 câu 16 chép:
chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Chứ con cái ở trong câu này, trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là con cái chân giá trị, sự tôn trọng, sự quý giá, sự bảo vệ được điều được tôn trọng, sự trưởng chạc, tước vị cao. Không phải là con mấy xanh, mà chứ con cái đây là con trưởng thành, là chân giá trị, được bảo vệ, được tôn trọng, có tước vị cao. Mặc dù khả năng của xác thịt, thân thể xác thịt chúng ta là lớn, nhưng nó chỉ có thể hoạt động hữu hiệu được khi tâm linh của chúng ta đã được phục hồi các khả năng mà Đức Trời đã ban cho nó từ lúc ban đầu. Đối với Adam đầu tiên, trước khi Adam phạm tội thì khả năng này có đầy đủ, và bởi cái đó nên Adam có thể đặt tên cho các con vật trên đất này và quản trị công việc tay chúa làm trên đất này. Tội lỗi của Adam đã khiến cho cái quyền năng này, khả năng này bị mất đi tạm thời. Tôi nói tạm thời là bởi vì giống như là cái luồng điện trong gia đình, trong nhà chúng ta vậy. Nó khi bị cháy cầu trì, điện vẫn còn ở bên kia, nhưng mà hầu hết hệ thống trong điện đó không dùng được. Cho đến khi nào cái cầu trì đó được phục hồi lại thì điện tiếp tục hành động. Mọi khả năng ban đầu mà Đức Trời ban cho Adam đầu tiên đó được chuộc lại qua sự hy sinh của Đức Chúa Jesus Christ trên thập tự giá. Nhưng vì cớ tâm linh của mỗi chúng ta đã bị tê liệt vì hậu quả của tội lỗi quá lâu rồi, nên không ngay lập tức mà có thể phục hồi được, mà phải được nuôi dưỡng, dạy dỗ cho họ hiểu biết thì bây giờ họ mới có thể hoạt động được, hữu hiệu được. Chúng ta bị cầm buộc lâu quá rồi, nên khi chúng ta được cứu chuộc ra, chúng ta phải học lại trước khi hiểu. Hiểu đến đâu Thánh Linh làm việc chúng ta đến đó. Và cho đến khi chúng ta được trưởng thành rồi, bây giờ Chúa giao chìa khóa nước Đức Trời cho chúng ta. Thi Thiên đoạn 18 câu 32 đến 39 chép: Đức Chúa Trời thắt lưng tôi bằng năng lực và ban bằng đường tôi. Ngài làm cho tôi chân tôi lẹ như chân con nai cái, và để tôi đứng trên các nơi cao của tôi. Ngài tập tay tôi đánh giặc, đến nỗi cánh tay tôi dương nổi công đồng. Chúa cũng đã ban cho tôi sự cứu lỗi làm khiên, tay hữu Chúa nâng đỡ tôi, và sự hiền từ Chúa đã làm tôi nên sang trọng. Chúa mở rộng đường dưới bước tôi, chân tôi không siêu tó. Tôi rượt đuổi kẻ thù nghịch tôi và theo kịp, chỉ trở về sau khi đã tận diệt chúng nó. Tôi đâm lủng chúng nó đến nỗi chúng nó không thể dậy lại được. Chúng nó sa ngã dưới chân tôi, vì Chúa đã thắt lưng tôi bằng sức lực để chiến, khiến kẻ giới nghịch cùng tôi xếp riệp dưới chân tôi. Hebrew đoạn 1 câu 13 đến 14 chép: Đức Chúa Trời há có bao giờ phán cùng thiên sứ nào rằng: Hãy ngồi bên hữu ta cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch làm bệ dưới chân ngươi? Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao? Khi mà chúng ta chiêm bao mà gặp thiên sứ không muốn ngoài đâu, thiên sứ vào trong thân thể chúng ta. Tâm linh chúng ta không rời khỏi chúng ta, tâm linh ta ở trong thân thể chúng ta. Thiên sứ đến gặp chúng ta, nói với chúng ta. Còn Chúa Giêsu sao vậy? Đứng ngoài cửa mà gõ. Thân thể chúng ta là cái nhà cửa chúng ta. Và khi chúng ta mở cửa đi ngay vào đâu? Để vào trong chúng ta. Để chúng ta hiểu rõ được là cái bài học kèm chúng ta, để chúng ta biết rằng là khi chúng ta được cứu chuộc, chúng ta biết rằng chúng ta cần phải nhận được các ơn của Chúa ban cho, các linh ơn đó. Hỏi cho khi các linh ơn đó vào trong chúng ta rồi đó, là chúng ta không có ngỡ ngàng, không có cho rằng là ô tại vì mình giỏi, mình hay, mà biết là nhờ các linh ơn đó mà chúng ta có thể hành động được. Đó là các linh ơn của Chúa ban cho chúng ta. Không chỉ có các thiên sứ của Đức Chúa Trời đến giúp đỡ chúng ta, mà chính các thần của Đức Chúa Trời sẽ ngự cho chúng ta, cũng như đã ngự ở trong Chúa Giêsu vậy. Ê-sai đoạn 11 câu 1 đến câu 5 chép: Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Isai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên ngài, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. Ngài lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va làm vui, chẳng phán xét theo mắt mình thấy, và chẳng cứ sự tai nghe mà đoán định, nhưng Ngài sẽ dùng sự công bình xét đoán kẻ nghèo và xử lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất. Ngài sẽ đánh thế gian bằng cây gậy của miệng mình và lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ ác. Sự công bình sẽ làm dây thắt lưng của Ngài, sự thành tín sẽ làm dây ràng hồng. Chúa Giêsu phán rằng ai tin Ngài sẽ làm những việc như Ngài làm. Chúa Giêsu chưa có các thần này cho đến khi Ngài chịu báp têm tại sông Giô-đanh bởi Giăng Báp-tít. Như vậy tất cả mọi người chúng ta khi tin Chúa Giêsu đều sẽ được trang bị các thần của Đức Chúa Trời ở trên chúng ta, không phải là một mà nhiều. Các linh ơn Chúa ban chúng ta ở trên chúng ta. Nên chúng ta thấy điều bài này, nên mình thấy rằng thành thì rộng và lớn lao, cái thân thể này có khả năng lớn lắm, nhưng mà
ân tứ ở trong vẫn ít quá. Làm sao có thể bảo vệ được? Nhà này chưa có xây, lời Chúa chưa có ở trong đồng lũy chúng ta. Làm sao bây giờ? Bài sau chúng ta sẽ thấy rõ ràng là Nê-mi nhờ ơn Chúa kêu gọi các quan trưởng đến là sao? Chúng ta sao biết là các quan trưởng đó là ai? Nê-mi là ai, đang làm việc gì cho chúng ta? Như vậy điều này không áp dụng cho Chúa Giê-xu mà thôi, nhưng chính Đức Chúa Trời đã hứa làm điều này cho hết thảy những người nào được Ngài chọn, Ngài gọi là tôi trai tớ gái của Ngài. Đức Chúa Trời không phán điều này sau khi Chúa Giê-xu đã làm thành, đã chuộc cho nhân loại, nhưng Ngài phán trước khi Chúa Giê-xu đến thế gian này 800 năm trước đó. Để khi điều này được xảy ra, chúng ta hiểu điều Chúa hơn, đó là điều Ngài muốn cho hết thảy chúng ta. Giô-ên đoạn 2 câu 28 đến 32 chép: sau đó, như tôi nói, sau đó là sau khi mà giá chuộc đã hoàn thành, để không còn tội lỗi, không còn sự ô uế bám trên những người được chuộc nữa, người đó được tự do, thì bây giờ thần Chúa sẽ đổ trên những người đã được Chúa chuộc cho Ngài rồi. Sau đó ta sẽ đổ thần ta trên cả loài xác thịt, con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri. Khi thần của Chúa chưa vào trong chúng ta, không ai nói tiên tri được. Nhưng mà khi thần của Chúa vào trong chúng ta rồi, thì điều đó như thế nào? Con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri. Những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy trong những ngày đó. Dẫu những đầy tớ trai và đầy tớ gái, ta cũng đổ thần ta lên. Ta sẽ tỏ những sự lạ ra trong các tầng trời và trên đất, tức là máu lửa, những trụ khói. Mặt trời sẽ đổi ra tối tăm, mặt trăng ra máu, trước những ngày lớn và kinh khiếp của Đức Giê-hô-va chưa đến. Bây giờ ai cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va thì sẽ được cứu, vì theo lời Đức Giê-hô-va thì ở trên núi Si-ôn và trong thành Giê-ru-sa-lem sẽ có những người trốn khỏi, và trong những người còn sống sót sẽ có kẻ mà Đức Giê-hô-va kêu gọi. Chúa nói này, trước ngày lớn của Đức Giê-hô-va. Chúa làm điều này trước khi hội thánh của Chúa được cất lên trên thiên đàng. Nếu chúng ta không hiểu được cái nguyên tắc này, chúng ta ngộ nhận là tại vì tôi học trong trường này, tôi học trong trường kia, tôi là người này, tôi là người kia, nên tôi mới nói được ơn này. Mà không, thần của Chúa ở trong chúng ta sẽ giúp chúng ta làm được điều đó. Các thần đã ngự trong Chúa Jesus Christ cũng sẽ ngự trong chúng ta, là ngự trong những người được hưởng cơ nghiệp cứu rỗi của Đức Trời qua danh của con một Đức Trời là Jesus Christ. Và điều đó đã được ứng nghiệm trong ngày lễ Ngũ Tuần năm 32 sau Công Nguyên và tiếp tục cho đến ngày tận thế. Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 1 đến câu 21 chép: đến ngày lễ Ngũ Tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ, thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy nhạc khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Và bây giờ có người Giu-đa, kẻ mộ đạo từ các dân thiên hạ đến ở tại thành Jerusalem. Nước tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. Chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng: hết thảy người nói đó há chẳng phải là người Galilee sao? Vậy thì sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sanh đẻ? Nào người Bạt Thê, Medi, Alamit, kẻ ở tại Mesopotami, Jude, Cappadoc, Bông, Asi, Phirigi, Bamphili, Egypto, đất Libi gần Syren, nào kẻ từ Roma đến, cả người Giuđa hoặc người mới theo đạo Giuđa, người Crete và Ả Rập nữa, chúng ta đều nghe họ nói lấy tiếng chúng ta mà nói sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Ai ai đều sợ hãi không biết nghĩ làm sao, bèn nói với nhau rằng: việc này là nghĩa làm sao? Nhưng có kẻ lại nhào báo rằng họ say rượu mới đó. Bây giờ Phi-e-rơ đứng ra cùng 11 sứ đồ cất tiếng nói với dân chúng rằng: hỡi người Giu-đa và mọi người ở tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời ta. Những người này chẳng phải say như các ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba ban ngày. Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Giô-ên đã nói tiên tri rằng: Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta trên khắp mọi xác thịt, con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, bọn trai trẻ sẽ thấy điểm lạ và các người già cả sẽ có chiêm bao. Phải trong những ngày đó, ta sẽ đổ thần ta trên khắp các đầy tớ trai và gái ta, chúng nó đều nói lời tiên tri. Ta lại sẽ tỏ ra sự lạ lùng ở trên trời và dấu lạ ở dưới đất, tức là máu lửa, luồng khói.
Mặt trời sẽ biến đến tối tăm, mặt trăng hóa ra máu trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa chưa đến. Và lại, ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. Thần của Chúa không phải là số ít. Tuy chỉ có một Đức Chúa Trời, nhưng Ngài có các thần tánh của Ngài. Và nếu ta có thể hiểu biết thì như một người có nhiều tài năng. Một người như có nhiều tài năng, một người có thể biết nhiều thứ tiếng. Chúng ta hiểu một cách đơn giản. Nhưng mà Đức Chúa Trời chúng ta là thần. Ngài chỉ có một Đức Chúa Trời, nhưng Ngài có các thần tánh của Ngài. Chính vì nghĩa đó mà khi Đức Chúa Trời phán, chúng ta hãy làm nên là người theo hình ta và tượng ta. Chúng ta là số nhiều, nhưng khi làm nên là người theo tượng ta, hình ta chỉ có số một thôi. Chúng ta là số nhiều. Như vậy chúng ta hiểu rõ được lời Đức Chúa Trời rất là mầu nhiệm. Chúng ta xem lời Chúa chép trong Nehemi đoạn 7 câu 5 và 3 này, để thấy sự ứng nghiệm mầu nhiệm lời Chúa cho chúng ta. Đức Chúa Trời tôi có cảm động tôi chiêu tập những người tước vị, các quan trưởng và dân sự, đặng đem chúng vào số từng gia phổ. Chữ chiêu tập ở trong câu này trong tiếng Hebrew có nghĩa là tập hợp lại, kết luận, suy ra, lắp ráp lại. Chữ tước vị trong câu này trong tiếng Hebrew là cấu trúc để đốt cháy, thuộc tầng lớp quý phái, sự cao thượng. Chữ quan trưởng trong câu này trong tiếng Hebrew là người cai trị, là quận trưởng, là thủ lĩnh. Còn chữ gia phổ trong câu này có nghĩa là thành viên theo phả hệ, kết nạp vào thành thành viên của phả hệ. Đấy là điều vô cùng quan trọng cho chúng ta. Khi đến kỳ đã định, chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ rà soát lại tất cả những người đã được Chúa chọn từ trước sang thế đó, để đưa vào phả hệ của họ. Ai sẽ là mục sư, ai sẽ là sứ đồ, ai sẽ là tôi trai, ai là tôi gái, ai sẽ được ban ơn gì, bây giờ là lúc Chúa sắp xếp. Nehemi là người đại diện cho công việc của Đức Thánh Linh. Đến kỳ đã định, mà trước kia chúng ta không hề biết được, nên Chúa nói chúng ta đừng vội phán xét. Vì chúng ta là ai mà phán xét tư tưởng của kẻ khác? Vì Chúa chúng ta đã làm xong mọi việc từ trong buổi sáng thế là ngày thứ bảy rồi. Ai sẽ được cứu vào ngày đó? Ai sẽ được kêu gọi vào ngày đó? Hãy biết trước rằng sau lơ kia là kẻ bắt bớ hội thánh đó sẽ trở thành phao lô vào ngày nào. Và đến kỳ Chúa sẽ Anania đến đặt tay cho sau lơ để trở thành phao lô. Ngài biết rõ Simon Peter sẽ được trở thành Peter như thế nào. Ngài biết rõ rằng Giăng và Giacô sẽ là con trai của thần giám xét như thế nào. Ngài biết rõ rồi. Và đây là thời kỳ chúng ta phải hiểu này. Nên chúng ta đừng tự đặt mình vào chức vụ vì Chúa đã sẵn sẵn rồi. Đừng tự mình chọn vào chỗ đó. Cũng như bên cạnh đừng tự mình đặt mình vào chỗ nào, hãy để người thợ xây đặt vào đúng cái vị trí của nó. Khi đặt vào đúng vị trí đó, nó được tôn trọng. Vì chúng ta hiểu được thần này sẽ giúp ích chúng ta không chạy trực Chúa. Đức Thánh Linh sẽ căn cứ vào mọi sự đã được chép trong Kinh Thánh để nhận biết những người thuộc về Ngài, và căn cứ theo mọi điều đã được chép trong sổ của Đức Chúa Trời mà Đức Thánh Linh nhận người đó là con cái của Ngài và sắp xếp họ vào trong công việc của nhà Chúa. Thi Thiên 139 câu 13 đến câu 17 chép: vì chính Chúa nắn lên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, chịu nắn lên cách xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi, số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quý báu cho tôi thay, số các tư tưởng ấy thật lớn thay. Chúng ta biết rằng ngày và giờ chỉ có được khi Đức Chúa Trời dựng đêm, mặt trời, mặt trăng, các vì sao để soi sáng đất, định thì tiết ngày giờ mà thôi. Còn trước đó, trước khi chưa có một ngày nào, tức là trước khi sáng thế, chúng ta đã ở trong Đức Chúa Trời, Ngài đã định sẵn rồi. Và bây giờ là lúc Chúa hành động, Chúa sắp xếp. Điều này được chứng minh khi Chúa Giêsu đến thế gian này, Ngài đã gọi đích danh những người được chọn làm môn đồ của Ngài. Ngay cả khi những người đó chưa hề thấy Chúa Giêsu, Ngài đã nhìn thấy rồi. Và Chúa Giêsu làm theo mệnh lệnh Đức Cha, gọi đúng người mà Đức Cha đã chỉ định để họ vào hầu việc Ngài. Giăng đoạn 1 câu 45 đến câu 50 chết: Philip gặp Nathanael nói với người rằng: chúng ta đã gặp đấng mà Môi-se có chép trong luật pháp, và các đấng tiên tri cũng có nói đến, ấy là Đức Chúa Giêsu ở Nazareth, con của Joseph. Nathanael nói rằng: há có vật gì tốt ra từ Nazareth được sao? Philip nói: hãy đến xem. Đức Chúa Giêsu thấy Nathanael đến cùng mình, bèn phán về người rằng: này, một người Israel thật, trong người không có điều dối trá chi hết. Nathanael thưa rằng: bởi đâu thầy biết tôi?
Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Trước khi Philip gọi ngươi, ta đã thấy ngươi lúc ở dưới cây vả. Nathanael lại nói: Lạy thầy, thầy là con Đức Chúa Trời, thầy là vua dân Israel. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Vì ta đã phán cùng ngươi rằng ta thấy ngươi dưới cây vả, thì ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc lớn hơn điều đó. Sa-chê chưa thấy Chúa Giêsu, trèo lên cây, Chúa đã biết tên người đó là Sa-chê rồi. Ngài đã biết rõ người thuộc về Ngài, Ngài đến gọi đích danh người đó. Chúng ta cũng vậy, đừng tự mình nhảy vào, hãy để Chúa gọi đích danh. Vì chúng ta tôn trọng sự cai trị của Đức Chúa Trời, lòng chúng ta muốn tốt, nhưng đừng tự nhảy vào. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để Chúa gọi. Có thể lắm Chúa sẽ gọi nhanh hơn khi chúng ta đã sẵn sàng. Còn khi chúng ta chưa sẵn sàng, Ngài chưa gọi thì sao? Vậy thì chúng ta hãy sẵn sàng để Ngài gọi, chứ đừng nhảy vào rồi để Ngài đặt tên, thì Ngài biết chúng ta. Giăng đoạn 17 câu 1 đến câu 3 chép: Đức Chúa Giêsu phán như vậy, đoạn Ngài ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, giờ đã đến, xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh hiển Cha, và nhân quyền phép Cha đã ban cho Con cai trị loài xác thịt, Con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã ra phó cho Con. Và sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật cùng Giêsu Christ là đấng Cha đã sai đến. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cho các môn đồ của Ngài nghe là gì? Ngài đến làm theo đúng điều Cha chỉ định. Vậy thì đừng nghi ngờ. Ngày hôm nay khi lời của Chúa kêu gọi chúng ta, đừng nghi ngờ rằng cảm giác của xác thịt mình như là thần linh của Đức Chúa Cha kêu gọi chúng ta. Tôi học được lời của Đức Chúa Trời, tôi học được cách cai trị của Chúa. Nên khi tôi đọc lời Chúa đến chỗ đó, tôi mở trí ra, tôi hiểu được. Tôi bảo đây không phải là trí khôn của tôi nữa, vì tôi chưa biết được điều này. Vậy thì khi tôi được bày tỏ trong tâm trí, ấy không phải là tâm trí tôi không ngoan để biết được đó, mà Thánh Linh của Chúa bày tỏ. Vậy tôi tiếp nhận ngay lập tức, viết xuống luôn. Và chúng ta thấy Chúa hành động trong chúng ta. Vậy thì tôi biết rằng Chúa đã mang các linh ân của Ngài ở trong tôi để giúp tôi làm được công việc Ngài giao cho. Chúng ta biết rằng Đức Trời biết rõ chúng ta yếu đuối bất toàn, nên Ngài mang các tôi tớ của Ngài đến ở trong chúng ta để giúp ta hoàn thành công việc được giao. Hầu cho chúng ta khi hiểu biết điều này, chúng ta sẽ không kiêu ngạo. Còn nếu không biết sẽ kiêu ngạo rằng tại vì tôi học trường này, tôi học ông giáo sư nọ, ông giáo sư kia. Ở trong thời của Phaolô, giáo sư Gamaliel nổi tiếng, nhưng mà dù rằng Sao-lơ ngồi dưới chân của Gamaliel vẫn chẳng biết Chúa Giêsu là ai. Nicodem là giáo sư của dân Israel cũng chẳng biết Chúa Giêsu là ai. Vậy thì các trường không thể làm được gì hơn được cho đến khi chúng ta để Thánh Linh của Chúa ở trong chúng ta. Vậy thì Chúa bày tỏ điều này cho chúng ta để giúp chúng ta thắng được cái sự thiếu biết của mình, cho rằng mình hay, trường đó hay, vì ông đó hay. Không, Chúa của chúng ta là tuyệt vời. Đức Chúa Trời biết rõ từ trước vào cùng với những người mà Ngài cứu chuộc, và những người đó được giao phó cho Chúa Giêsu cai trị. Bây giờ chúng ta thấy điều này, không phải những kẻ nói lạy Chúa thì đều là con Đức Chúa Trời, nhưng những kẻ nào để cho lời của Chúa cai trị, người đó là con Đức Chúa Trời. Vì sao? Chúa nói này, giao phó cho Chúa Giêsu cai trị. Chúa nói là cho Con cai trị loài xác thịt. Vậy thì ai để cho lời Chúa cai trị? Người đó là con Đức Chúa Trời. Ai nghe lời nói của Chúa mà run thì ấy là người đó là con của Chúa. Bởi vì Thánh Linh của Chúa là Cha chúng ta, khi chúng ta nhận biết lời đó là lời của Đức Chúa Trời, là Cha của mình, thì chúng ta sẽ sợ. Tôi biết rằng con trai của tôi chỉ sợ tôi thôi, còn người đàn ông khác mà làm nó mách. Bố ơi, người đó dọa con, nó không sợ người đó, nhưng nó sợ tôi bởi vì nó biết tôi là Cha của nó. Cũng có thể như vậy, khi chúng ta nghe lời nói của Chúa mà run, biết rằng chúng ta là con Đức Chúa Trời. Vì sao? Vì Thánh Linh của Chúa khiến chúng ta nhận biết được điều này. Vậy chúng ta cảm tạ Chúa. Đức Thánh Linh đã đến và thành lập hội thánh của Ngài, bắt đầu từ ngày lễ ngũ tuần năm 32 sau công nguyên. Và chính Thánh Linh sẽ tiếp tục làm công việc kiện toàn hội thánh của Ngài cho đến khi Ngài cất hội thánh của Chúa lên không trung trong ngày Chúa Giêsu trở lại để đón hội thánh của Ngài. Giăng đoạn 16 câu 13 đến 15 chép: Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài dẫn cho ngươi vào mọi lẽ thật, thì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài lấy điều thuộc về ta mà ra bảo cho ngươi. Mọi sự Cha có đều là của ta, nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà ra bảo cho các người vậy. Ngày hôm nay chúng ta được biết là thần này, ấy không phải là ông Tô Trung Thành biết được điều này, mà Đức Thánh Linh đang bày tỏ qua miệng của tôi tới Ngài mà thôi. Vậy thì phải biết rằng là chính Đức Thánh Linh đang dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. Vậy thì chúng ta biết là ta là con cái Đức Trời, không còn nghi ngờ nữa.
Mình biết rằng Chúa yêu chúng ta. Vậy chúng ta phải cảm tạ Chúa với vui mừng vì chúng ta sẽ gặp nhau và sống với nhau ở trên thiên đàng mãi mãi. Vì chúng ta là con Đức Chúa Trời. Lấy điều đó là vui mừng mà sống trong tình yêu của Đức Chúa Trời. Ngài muốn chúng ta sống trong ân điển, sống trong sự nhân từ và sự thương xót của Đức Chúa Trời. Giao phó mọi điều đó lắng cho Đức Chúa Trời. Vì Ngài yêu chúng ta, đang dẫn chúng ta vào nước Đức Chúa Trời của Ngài. Chứ Ngài không dẫn chúng ta đối phó những công việc khó khăn để chúng ta giải quyết. Vậy thì gạt vào đó sang một bên đi. Chúng ta thấy rằng bây giờ chúng ta học có thấy đối phó với khó khăn không? Không. Ngài đang trang bị chúng ta trở thành lớn mạnh ở trong nước Đức Trời, trở thành luật sư trong thời tế lễ của Chúa. Vậy thì những việc kia là việc nhỏ để Chúa lo cho chúng ta. Ngài sẽ giải quyết mọi sự chúng ta. Chúng ta làm việc lớn trong nước này. Kinh Thánh chúng ta biết rằng hết thảy loài người chúng ta đều là con trai của Đức Chúa Trời. Nhưng không phải vì thế mà hết thảy người ta đều được cứu rỗi. Mà chỉ có những người nào nhận biết Đức Chúa Trời, vì Chúa là đấng biết trước mọi sự. Nên Ngài biết là trong hàng ngàn người đó sẽ có bao nhiêu người sẽ nghe lời Ngài mà run mà quay về. Còn một số sẽ lui đi, từ bỏ Ngài mà đi. Ngài biết rõ điều đó. Vậy thì ngày hôm nay khi chúng ta ngồi đây mà tiếp đời Ngài, đừng khoe mình tại vì tôi khôn, tôi không theo thế gian. Không phải đâu, là vì Chúa yêu chúng ta, Ngài biết chúng ta, thì Ngài khiến chúng ta tìm Ngài mà đến với Ngài. Vậy chẳng có gì khoe mình cả. Cảm ơn Chúa điều đó. Dân đoạn 6, câu 46 đến 49 chép. Sao có người gọi ta Chúa, Chúa mà không làm theo lời ta phán? Ta sẽ chỉ cho người biết kẻ nào đến cùng ta, nghe lời ta và làm theo thì giống ai. Kẻ ấy giống như một người kia cất nhà, đào đất cho sâu, xây nền trên vầng đá, nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, nhưng không xô động được, vì đã cất chắc chắn. Xong kẻ nào nghe lời ta mà không làm theo, thì giống như một người kia cất nhà trên đất không xây nền. Dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, tức thì nhà sụt xuống và sự hư hạo lớn lao. Gia Cơ đoạn 1, câu 21-26 chép. Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì, nhận lấy lời đã trồng cho anh em là lời cứu được linh hồn anh em. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt mình ra thế nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Như bằng có ai tưởng mình là tin đạo mà không cầm giữ lấy mình, lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hàng ấy là vô ích. Đức Trời không muốn chúng ta ỷ vào ân điển của Ngài mà bỏ qua sự công bình của luật pháp Ngài. Theo luật pháp Chúa ban cho chúng ta qua Môi-se. Đức Thánh Linh là đấng biết rõ lòng người ta và Ngài sẽ cân nhắc cái lòng của người ta trước luật pháp công bình của Ngài, chứ không phải là căn cứ vào công việc chúng ta làm. Vì mọi sự chúng ta làm trong luật pháp là sự chúng ta phải làm. Còn sự vâng theo lời của Chúa và yêu mến Chúa là của lễ tốt nhất dâng cho Ngài. Và không phải những người nói miệng nói Chúa, Chúa sẽ được cứu rỗi, nhưng chỉ những người nào vâng phục luật pháp Đức Chúa Trời trong sự vui mừng. Chỉ có người là hiểu biết luật pháp mới vui mừng làm theo luật pháp. Còn không thì coi như là bị bắt phục, nên cứ lầm bầm, không có vui, không có sức làm theo lời của Chúa. Công việc của Nehemi làm đây đó, cũng chính là công việc của Đức Thánh Linh đang làm trong hội thánh của Ngài, để luyện lọc, sàng sấy cái sân lúa của Ngài để cất thóc lúa vào kho. Tôi đọc lời Chúa trong Luca đoạn 3 câu 17 trước khi chúng ta dừng bài tại đây. Tay Ngài sẽ cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình và thâu lúa mình vào kho, nhưng đốt chấu trong lửa chẳng hề tắt. Bài tuần sau chúng ta sẽ học biết được thêm sự mầu nhiệm về các sự mà Nehemi tiếp tục làm để chúng ta thấy rõ Chúa đang hành động cho chúng ta thế nào. Lần này chúng ta hết thảy đều đứng dậy tạ ơn Chúa, cầu nguyện xin Thánh Linh Ngài sức dầu cho tâm linh của chúng ta, ban ơn để chúng ta tăng sự hiểu biết, sự khôn sáng để có sức lực làm theo mọi lời Ngài. Khi lạy Chúa Thánh Linh, Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài là Cha của chúng con. Chúng con dâng lời cảm ơn Chúa vì sáng hôm nay Chúa đã đưa chúng con vào trong đó thật mầu nhiệm của lời Ngài. Chúa cho chúng con biết rõ được sự khôn ngoan mưu lượng của Chúa tạo dựng nên thân thể xác thịt của chúng con bằng bụi đất. Nhưng Ngài đã sử dụng chất liệu đặc biệt này để khiến thân thể xác thịt chúng con trở thành cái nhà tạm để cho tâm linh của chúng con vốn được tạo dựng bởi hơi thở của Ngài, là con trai của Ngài, để ở trong ngôi nhà tạm này để hầu việc Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã yêu chúng con ngay từ trước khi chúng con được dựng lên trên trái đất này. Ngài đã có kế hoạch hoàn hảo để tạo dựng chúng con theo ý muốn tốt lành của Ngài. Và Chúa cũng biết rõ rằng vì cớ tội lỗi của Adam và là người chúng con phải rơi vào trong sự chết, nhưng Chúa chẳng lìa bỏ chúng con. Ngài tiếp tục tìm kiếm chúng con trở về với Ngài và dùng lời của Ngài rửa sạch chúng con và khiến chúng con được biết chúng con đã được chọn từ trước sáng thế.
Ấy chẳng phải vì chúng con có công đức gì trong nước Ngài, nhưng vì trong cái đời đời của Ngài từ trước sang thế mà Ngài cứu chuộc chúng con, bày tỏ những điều lạ lùng để cho chúng con và làm chúng con vui mừng sung sướng ở trước mặt Chúa, và cũng nhìn lại những điều gì mà chúng con đã sống trong những năm tháng qua. Và lại Chúa xin tha thứ cho hết thảy sự yếu đuối bất toàn và tội lỗi chúng con đã phạm trước đây. Vì chúng con đứng trước tình yêu và sự mầu nhiệm của Ngài và chúng con sợ hãi, và có đó xin Chúa làm vững cái việc tay Ngài mà làm sạch chúng con và khiến cho kế hoạch của Chúa trên đời sống chúng con được nên theo ý muốn tốt lành của Chúa, để con xứng đáng trở nên công cụ, trở nên con trai con gái của Ngài để hầu việc Ngài, sống đẹp ý Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì bấy lâu nay hầu hết chúng con đều đến theo Chúa mong ước Chúa ban phước cho xác thịt này, mà không hiểu được ý nghĩa quan trọng của thân thể xác thịt chúng con ở trước mặt Đức Chúa Trời. Cũng như xưa kia, tôi tớ của mình của Chúa là tiên tri Daniel đã đại diện cho dân Israel để cầu nguyện với Ngài rằng dân Israel phạm tội trước mặt Chúa, bị các tai vạ, bị xử phạt mà chẳng tìm kiếm Đức Chúa Trời của mình để tìm biết xem lẽ thật của Ngài, hầu cho có thể nhờ lẽ thật đó mà được giải phóng chăng. Ngày nay biết bao nhiêu người đang tìm kiếm Chúa chỉ mong được giải cứu, giải phóng, giải thoát sự khó khăn của xác thịt, mà không nhận biết được thân thể xác thịt chúng con là quý giá ở trước mặt Đức Chúa Trời như thế nào. Nhưng ngày hôm nay chúng con được biết điều này. Này Chúa, xin giúp đỡ để xác thịt chúng con loại bỏ tất cả những đồ lũy của ma quỷ, loại bỏ tất cả một số ô uế của thế gian này, để thân thể xác thịt này sẽ trở thành một nơi mà Chúa sai các tôi trai tớ gái của Ngài đi hầu việc Chúa, và trong các tôi trai tớ gái của Chúa đó, thân thể chúng con sẽ được Chúa ban cho các linh ân của Ngài, các sứ giả đến từ thiên đàng đến ở cùng với chúng con, cùng hợp tác với tâm linh chúng con để hầu việc Ngài. Này Chúa, Ngài đã gõ cửa lòng chúng con, chúng con mở cửa để Ngài vào cai trị, vì con biết rằng khi vua của muôn vua và ngự trên lòng chúng con thì chúng con sẽ trở thành xứng đáng với tình yêu của Chúa, hầu cho nước của Cha được đến, ý của Cha được nên ở trên đất cũng như ở trên trời. Chúng con tạ ơn Chúa vì ân điển của Chúa ban cho chúng con tạ ơn Chúa vì sự bày tỏ của Ngài cho chúng con trong lễ thật mầu nhiệm. Xin Chúa tiếp tục dẫn dắt chúng con vào trong lễ thật mầu nhiệm và ban ơn cho chúng con, để hết chúng con mở miệng ra thì những ơn của sự khôn ngoan và thông sáng, sự giản dị, lời nói của sự tri thức, lời nói của sự khôn ngoan sẽ qua môi miệng chúng con để đồn ra sự ngợi khen Ngài, tôn cao lời của Ngài, tôn cao luật pháp của Ngài, tôn cao lẽ thật của Ngài, vì lời của Chúa cứu rỗi linh hồn của người ta. Xin Chúa giúp đỡ để chúng con không nhìn vào sức riêng của chúng con nữa, nhưng nhìn biết vào quyền năng cai trị công bình của Đức Chúa Trời, và xin Chúa sử dụng thân thể chúng con làm công cụ trong tay Ngài, như khi xưa Chúa đã dùng Phaolô trở nên một công cụ trong tay của Chúa đem lại ý muốn tốt lành của Ngài, thì thân thể chúng con xin Chúa thánh hóa nó và sử dụng nó công cụ hữu ích trong nước Chúa vậy, để từ nay về sau chúng con sẽ không bao giờ nhìn vào xác thịt mình và cho rằng xác thịt này có thể làm được điều này điều kia theo chi khôn mình, nhưng theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và Chúa sử dụng xác thịt chúng con thân thể này như một công cụ của sự công bình vậy. Còn tạ ơn Chúa, nguyện xin sự vinh hiển thuộc về Ngài vô cùng đời đời. Xin Chúa ban ơn cho anh chị em chúng con, sức giàu cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Amen.